quýt đò anh nên ăn dùng dạng một cây đang đau thì anh ra bị đau. Đến căn phòng bí mật và cái trường thú mới nên làm gì nói em gồm khá không ai nào của em ấy. Hai con này cũng bị người ta đừng có lóc. Đây là nơi của hai con này nha.
Em biết mẹ không có máy tính nữa nè. Máy tính bận em biết tớ rồi dần ra ra. Đi đâu? Đi. Đừng đi ra ngoài cơ mà. Ném vào thức ăn vào. Còn không, gì? Đừng đi ra ngoài đường cơ mà. Đây đây đường, đi ngoài đường đây. Tao tập thế. Để lấy mà tập đúng rồi. Để đấy. Để cho chị đâu? Chứ đi con đi vườn. Còn phải có một người trông kiểu. Ai? Sao lắm một cái đường trông kiểu đâu? Không. Lắm một cái kiểu đâu ta. Không phải lắp vào nhà em đâu nhé. Được quá rồi nè chứ. Dạ. Đây, cái thường trung kim cho ở đây. Ở đây người ta chiều. Ta nhà em đây. Ôi dồi ơi, con chẳng có cuộc đời vậy. Thôi la 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 la. Đây là nơi mình... Đây hai cây của em. Nhưng mà bị chặt như thế này là không ai ra được đâu. Đâu? Sao? La 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 la. Đây là buổi tối nhá. Ừ, đây là buổi tối xây dựng. Đây là cái thảm, thảm để ai nằm cũng bệnh em. Đây là phần người không theo. Ơ, đây cái thảm mà, thảm bên đây. Cái vui thì em ở đây bạn học là lấy gì là lấy sách vở là vui. Đây là cái phòng để trông hai con cừu nuôi một con bò, và đây là cái phòng để đứng đứng đây mà ngắm cảnh, và đây là phòng học của nhà. Đây là phòng ngủ để ngủ một mình. Và đây là một cái bàn. Đây là phòng ngủ tiếp. Đây nó cái này là cái gì chứ? Cái này là cái bẫy của một người ăn trộm. Như là thế này. Để ta nhảy lên bàn, ta nhảy lên đây, ta rơi ác xuống đây. Và người ta đi ngủ ngủ trên này. Nhưng người ta một người kể động đi lên đây thôi, đi vào một đôi ngã xuống. Sau rồi người bình thường sẽ đi được vào. Đây là bụi cỏ và một ít nước ở đây. Phòng lính canh. Đây là phòng ăn. Đây là phòng bán bánh mì để ăn này. Đây là cái bánh mì. Và đây là hai của con bò và một con cừu. Đây là phòng lính. Khi kiểu trộm đi vào phòng ăn như thế nào? Khi kiểu trộm đi vào phòng ăn, ở trộm sẽ rơi vào phòng đây. Sau rồi. Thôi đây là phòng của Lý Canh. Lúc để trộm vào đây sẽ bị rơi xuống đây. Và đó, đây là một cái hầm. Không bị gì cả. Đây là phòng phòng nấu. Đây là phòng rửa bát. Chị phải cho một đứa nhà từ đứa đây đến anh chứ. Anh nói chuyện đi. Đây là ngôi nhà của mình, còn bạn Chip cũng đã giới thiệu được một nửa rồi. Thì ở đây mọi người cũng đều thấy là tất cả đều đã có một cái khóa để khóa lại, không cho ai vào. Và phần ngoài này thì mình cũng bảo vệ, đó là những cái cửa cổng. Ai chỉ cần việc đi vào thôi là bị đẩy lùi ra. Có tầm mình lắp hành động gì không? Đây là cái bẫy. Lý do vì sao mình làm cái bẫy này vì mình sợ người nào đó vào đây ăn trộm bụi cỏ này để mình trốn khi có người. Đây, khi mình có người, người bình thường thì đi qua được. Nhưng mà đối với kẻ trộm như thế này. Ở đây thì cũng cái phòng lính canh, khi bị rơi xuống đây thì lập tức bị trứng cắt đầu và cứ đứng lên mãi luôn, không lên được. Và người nào khôn thì cũng chẳng có lên được đâu. Còn đây là cái phòng của mình trúng, mình chưa lắp gì hết. Và khi mình đi vào đây thì nó cũng tương tự như là ở cái phòng rau và phòng lính canh. Đây là phòng ngủ. Mình có thể ngủ ở đây gần bóng cây. Vào mùa hè thì có vẻ rất là mát.
đây là nơi nuôi nuôi cái bạn Dipper. Động đây block. Ok. Bạn ấy có cái chỗ để đựng đồ ăn của bạn ấy và bạn ấy và bạn đấy mọi người nuôi cẩn thận nhé, đừng châm lửa bạn đấy, bạn đấy nổ ấy. Đây là chỗ bạn học. Bạn học để ngồi đây mình có thể học bài được. Đây là cái hòm. Không, bạn đã có tiền nè. Đây là cái chỗ rửa bát. Đây chỗ nấu ăn. Có muốn ra để còn khoai tây hay là cà rốt thì hết. Còn phần vào trong này, còn đây là cái chỗ ngủ để trông trông kiều. Còn người nào mà muốn vào đây ấy con kiều ấy thì lấy con bò hoặc là con kiều ra, lấy con bò kẻ trộm vào đây định lấy con bò và con kiều ra thì có thể kẻ trộm cũng sẽ bị bò và kiều cắn, vì đây là hai con kiều và bò rất là thần. Bò và thần à? Bò thần nữa cái. Đây là phòng bán đồ ăn. Thì thường thường thì mấy bạn thấy ở phòng bán đồ ăn nó không có cái bẫy như thế này. Người nào chỉ cần trèo lên đây là lên được cái phòng bán đồ ăn, người ta cứ tưởng là ui giời ơi, ở đây không có cái bẫy gì đâu. Đi. Và cuối cùng vẫn bị sụp. Và đây là cái camera của mình, nó cao quá. Không thể vơi đấy được. Nhảy. Đây là rồi. Ơ cái thằng kẻ trộm kia. Và đây nó có thể nhìn tất cả luôn, dù người nào còn đứng ở trên cây đi chăng nữa thì nó cũng nhìn thấy, và đứng ở đây nó cũng nhìn thấy, ở đâu nó cũng nhìn thấy hết, bởi vì nó cao nhất nhà. Nhưng khi trừ khi nó bị đứng ở bên dưới này nó không thể thấy được. Đó là toàn bộ về căn nhà của mình. Okay.